Giết con nai thần thường xuyên được ví như một câu chuyện thần thoại của hiện đại. Và sự thật thì nó được đạo diễn Yorgos Lanthimos sáng tạo dựa trên một câu chuyện về sự trả thù của nữ thần săn bắn Artemis trong thần thoại Hy Lạp và những điều kỳ lạ. Những thông điệp phim cũng đều dựa trên tinh thần gốc đó. Vậy vị đạo diễn muốn nói gì qua Giết con nai thần? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! The Killing of a Sacred Deer hay Giết con nai thần ra mắt vào năm 2017, được A24 sản xuất để đem dự liên hoan phim Cannes và thắng giải kịch bản xuất sắc nhất. Bộ phim đã cổ vũ mạnh mẽ cho làn sóng điện ảnh kỳ dị của Hy Lạp xuất hiện sau khi đất nước này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề vào năm 2009. Có thể nói, Yorgos Lanthimos là người đi đầu ở trào lưu này với tác phẩm Răng chó năm 2009, kể về ba anh chị em bị bố mẹ giam hãm trong nhà, sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và được lấy cảm hứng từ chuyện ngụ ngôn cái hang của Plato. Sau đó, ông lại cho ra mắt The Lobster với ý tưởng một khách sạn siêu dị, nơi không tìm được người yêu thì sẽ bị biến thành thú vật theo nghĩa đen. Và sau đó là Giết con nai thần, một tác phẩm bi kịch gia đình, nơi cuộc sống một người đàn ông thành đạt và cả nhà ông bị thao túng bởi một cậu bé tuổi teen. Chính ý tưởng này đã biến bộ phim trở thành một trải nghiệm điện ảnh rất thú vị nhưng cũng vô cùng khó chịu bởi những cảnh phim kéo dài đầy ý đồ, những câu thoại lạnh nhạt cùng phản ứng kỳ quặc của tuổi nhân vật. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng khi hiểu ra ý đồ của đạo diễn, các bạn sẽ phải vỗ đùi mà khen hay thôi. Và để hiểu được phim, thì đầu tiên, chúng ta cần biết Yorgos Lanthimos muốn nói điều gì qua tiêu đề. Tiêu đề của phim được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Cụ thể, vị vua Agamemnon trong một lần đi săn cùng thuộc hạ đã vô tình bắn chết con nai của thần Artemis. Sau đó, ông không hề hối lỗi mà còn tự cho rằng tài bắn cung của mình còn vượt xa cả nữ thần săn bắn. Do đó, Artemis đã vô cùng tức giận. Bà ép Agamemnon phải giết con gái của chính ông là Iphigenia để hiến tế. Nếu không, bà sẽ khiến gió ngừng thổi và cuộc tấn công thành Troy của ông chắc chắn sẽ thất bại. Bị đẩy vào chân tường, phải lựa chọn giữa con gái mình và tương lai của cả đất nước, ông buộc phải hy sinh người con gái. Tuy nhiên, đúng lúc Agamemnon ra tay thì thần Artemis đã xuất hiện, cứu mạng và đưa cô gái đi theo mình. The Killing of the Sacred Deer được khai thác gần như chính xác từ câu chuyện trên, với Martin hiển nhiên là thần Artemis, còn nai thần tượng trưng cho bố của Martin, còn bác sĩ Stephen Murphy chính là vua Agamemnon. Vậy Stephen Murphy đã làm gì? Stephen Murphy là một bác sĩ chuyên khoa tim có tay nghề cao và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, nhiều năm về trước, ông đã chót uống 2 ly rượu trước khi phẫu thuật và điều này đã khiến cho bệnh nhân lúc bấy giờ là Jonathan Lang qua đời ngay trên bàn mổ. Ca mổ thất bại và phần nào cảm giác tội lỗi đã dẫn bác sĩ Stephen Murphy đến với Martin, chính con ruột của Jonathan Lang, người đang âm mưu âm thầm đi tìm công lý cho cha mình bằng cách trả thù chính ông bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, Stephen không hề biết đến kế hoạch của Martin, ông ta đơn thuần nghĩ cậu bé đã mất cha và cần có một người như mình quan tâm và che chở. Về mặt tinh thần, ông bác sĩ này luôn dành một khoảng thời gian nhất định sau giờ làm với Martin, ông hỏi cậu về chuyện học hành, chuyện bạn bè, hay thậm chí quan tâm tới cả việc cậu có đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Bên cạnh đó, về mặt vật chất, Stephen cũng yêu cầu trả tiền bữa ăn cho Martin và mua cho cậu ta một chiếc đồng hồ đắt tiền làm quà. Có vẻ như, dù không bao giờ nhận trách nhiệm trực tiếp về cái chết của bố Martin, nhưng Stephen lại vô thức làm những việc mà một người cha vẫn hay làm với người con của mình như một cách để bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng chắc chắn như thế là vẫn chưa đủ, và đây không phải là cách mà công lý được thực thi. Vậy nên, Martin mới tìm cách tự trả thù. Martin trả thù cho cha mình bằng cách ép Stephen phải giết một thành viên trong gia đình của ông để mọi thứ cân bằng trở lại. Một mạng đổi một mạng. Tuy nhiên, cậu ta cũng cho Stephen chọn một cách khác, đó là bỏ hẳn gia đình có vẻ như hoàn hảo của ông để chuyển đến sống với mẹ con nhà Martin, thay thế người bố đã qua đời. Martin sắp đặt cuộc hẹn với Stephen ở nhà riêng của mình, ép ông ở lại xem phim với mẹ và cho hai người không gian riêng tư để làm những chuyện riêng tư với nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Stephen đã một mực từ chối và từ chối vô cùng dứt khoát. Điều này buộc Martin phải chơi bài ngửa, đó là bắt Stephen phải đi theo phương án đầu tiên mà anh nghĩ ra. Vị bác sĩ của chúng ta sẽ phải tự tay giết một thành viên trong gia đình. Nếu không, từng người một, từ Bob, Kim đến vợ ông sẽ bị liệt rồi nhịn ăn, rồi sau đó là chảy máu ra từ mắt, rồi cuối cùng là tử vong. Nạn nhân đầu tiên là Bob, và ở phân cảnh cậu bé gục ngã trong bệnh viện, đạo diễn Yorgos Lanthimos đã dùng một góc máy được gọi là God's Eye View, ngụ ý cho việc Martin đang quan sát tất cả mọi thứ và hoàn toàn thao túng, kiểm soát cả gia đình nhà Murphy. Và đúng như những gì cậu ta đã đe dọa ông bác sĩ, Bob bại liệt rồi không chịu ăn gì, và rồi đến lượt Kim cũng mắc bệnh tương tự. Martin rất kiên định với kế hoạch trả thù của mình. Cậu cho rằng việc Stephen phải tự tay giết một thành viên trong gia đình của ông ta mới khiến mình được an ủi, chứ không phải những món quà hay sự quan tâm hời hợt và giả tạo đến từ ông bác sĩ. Khi bị Stephen bắt giam, cậu cắn vào tay của Stephen,
và sau đó là cắn mạnh hơn vào tay của chính bản thân mình. Như một phép ẩn dụ cho luận điểm trên, rằng việc vuốt ve vết thương như vậy chỉ khiến nó đau hơn thôi. Tuy nhiên đã có một khoảnh khắc, Kim đứng dậy được và đi về phía cửa sổ bệnh viện. Vì sao lại như thế nhỉ? Lời giải thích chúng mình cho là hợp lý nhất cho việc Kim có thể đứng dậy và đi lại được, đơn giản là vì Martin cho phép điều đấy xảy ra. Tuy nhiên, cuộc hội thoại sau đó giữa Kim và mẹ mới thật sự đáng chú ý. Dường như cô bé đã biết về điều bố mình làm và cũng biết Martin đã, đang và sẽ làm gì, nên có thái độ rất lồi lõm với mẹ và còn cảnh báo rằng có rất nhiều lý do để khẳng định Martin đã kể cho Kim về kế hoạch trả thù của mình. Thứ nhất, Kim không được tham gia vào bất kỳ cuộc hội thoại nào giữa bố và mẹ về cái chết của bố Martin. Thứ hai, là bác sĩ Steven vẫn chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nhận trách nhiệm về cái chết của bố Martin với bất kỳ ai. Cuối cùng, cô bé cũng không thể có mặt để nghe được cuộc hội thoại giữa Martin và bố mình ở bệnh viện để biết được chuyện mẹ sẽ là người tiếp theo bị bại liệt, giống chị em nhà Kim. Thế nên, theo giả thuyết của mình, chính Martin đã tiết lộ cho Kim biết những điều bác sĩ Steven Murphy đã làm và ông ta sẽ phải trả giá ra sao. Do đó, cái cách mà Kim đón nhận căn bệnh này là rất bình thản và cô bé cũng có kế hoạch cho riêng mình để không phải chết. Sau khi cả nhà Murphy biết được kế hoạch của Martin và tất cả đều tin vào việc mình có thể sẽ phải chết, ba thành viên còn lại trong gia đình đều đã thi hành những chiêu thức rất riêng để không bị người cha bế lên bàn thờ ngắm ga khỏa thân. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với Bob. Cậu bé đã tự cắt ngắn mái tóc của mình như lời bố dặn dò ở đầu phim. Sau đó, cậu ta cũng yêu cầu được đi tưới cây hàng ngày, mặc dù đây chính là nhiệm vụ cậu được giao mà chẳng mấy khi làm. Cuối cùng là nịnh nọt bố. Cô cậu cho rằng ngành nghề của bố là đáng trân trọng và ước muốn sau này cũng được nối nghiệp người bố làm bác sĩ khoa tim. Trong khi đó, cô chị thì cao tay hơn. Kim đã dùng khổ nhục kế, khóc lóc, cầu xin được hy sinh cho gia đình. Cô bé liên tục cầu xin bố hãy giết mình để mẹ và em trai được sống. Tuy nhiên, tất cả những lời này đều là giả tạo, là dối trá. Bởi vì, ngay sau đó, Kim đã tìm đến Martin và đòi chạy trốn cùng cậu ta. Tuy nhiên, Martin không đồng ý và Kim liền nhớ ra trong 36 mưu kế thì chuồn là thượng sách. Thế là cô bé đã trốn ra ngoài, đến khi người cha phải quyết định tự tay giết một thành viên trong gia đình để đền tội, thì cô bé sẽ thoát. Tuy nhiên, núi trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, huống chi là chân đang bị bại liệt, cô bé đã bị đưa về nhà ngay sau đó. Cảm thấy mình bị buộc phải lựa chọn giữa hai đứa con, Stephen vô cùng lúng túng và đã tìm đến thầy hiệu trưởng của ngôi trường con ông theo học để tìm hiểu xem đứa nào ngoan hơn và học giỏi hơn. Tuy nhiên, mỗi đứa lại giỏi ở một lĩnh vực khác nhau và đều biết kính trên nhường dưới. Thế nên, Stephen đã hỏi thẳng rằng nếu chỉ phải chọn một đứa, thì ông hiệu trưởng sẽ chọn ai? Từ việc đặt ra những câu hỏi như vậy, chúng ta có thể thấy rằng vị bác sĩ này chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Người mà ông quyết định giữ lại sẽ là người mang lại nhiều lợi ích về lâu về dài hơn cho ông. Ông ta không hề cân nhắc một chút nào đến cảm xúc của cá nhân mình hay của cả hai đứa trẻ. Thế còn bà vợ thì sao nhỉ? Đứng trước nguy cơ cũng bị bại liệt, rồi nhịn ăn rồi tử vong như hai đứa trẻ, Anna đã thuyết phục chồng mình rằng họ vẫn có thể sinh thêm một đứa con nữa. Nếu phương pháp tự nhiên không được thì dùng đến phương pháp nhân tạo. Rõ ràng, bà ta cũng chỉ nghĩ đến sự an nguy của bản thân mình và gợi ý Stephen hãy nhanh chóng hy sinh một trong hai đứa con. Khỏi phải nói thì mình tin rằng ai cũng thấy Anna cũng có một suy nghĩ vô cùng lệch lạc và ích kỷ. Bên ngoài nhìn vào, nhà Murphy có vẻ như là một gia đình hạt nhân rất hoàn hảo. Họ có người cha làm bác sĩ, một ngành nghề được coi trọng, thu nhập cao và là ước mơ ở bất kỳ một xã hội nào. Họ có hai đứa con, một trai một gái, cả hai đều ngoan ngoãn, học giỏi. Và họ có một người mẹ xinh đẹp đảm đang và cũng là một bác sĩ. Họ cùng nhau sống trong một ngôi biệt thự lớn, có đầy đủ tiện nghi, nằm trong một khu dân cư an toàn văn minh. Thế nhưng, những tương tác giữa các thành viên này vô cùng hời hợt, những cuộc hội thoại cũng hết sức rời ơi đất hỡi. Our daughter started menstruating last week. Great. Buồn cười một cách lạ lùng. Bên cạnh đó, cả gia đình gần như không có một chút cử chỉ thân mật nào với nhau. Và nếu có thì nó cũng chỉ mang tính chất thủ tục, mà điển hình là cảnh làm tình giữa vợ chồng nhà Murphy khi mà Anna chuẩn bị như vừa được tiêm thuốc gây mê hoặc là nằm im như xác chết vậy. Để rồi, khi có biến cố xảy ra, từng người một mới để lộ bản chất thực bên trong mình. Như mình đã nói ở trên, mỗi người đã tìm cho mình một cách thoát thân riêng thay vì cùng nhau tìm cách để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những điều họ làm với Steven, người quyết định ai sống, ai chết, thực ra lại chính là Martin. Ở phân cảnh Stephen bắn ngẫu nhiên một người, sự thật là nó lại không ngẫu nhiên cho lắm, mà mình nghĩ người đằng sau điều khiển chính là Martin. Lật lại quá khứ một chút, với Bob, Kim và Anna,
thì người không thân thiết với Martin nhất chính là cậu con trai của nhà Murphy. Kim đồng ý với mọi yêu cầu của Martin dù là nhỏ nhất. Cô đồng ý cho Martin hút thuốc trong nhà của mình, cùng Martin đi dạo, hát cho cậu ta nghe và thậm chí là thổ lộ tình cảm. Đến khi Martin bị bác sĩ Steven bắt giam, Kim xuống cho cậu ta hút thuốc và đề nghị thả cậu ta ra để cùng chạy trốn. Trong khi đó, Anna cũng rất quan tâm đến Martin. Bà chính là người xuống rửa vết thương cho cậu bé, thậm chí còn bày tỏ lòng thành kính bằng cách hôn lên chân cậu ta và cuối cùng là giải thoát cho Martin thoát khỏi sự giam hãm của bác sĩ Steven. Ngược lại hoàn toàn với hai nhân vật trên thì Bob lại không mấy thân thiện với Martin. Bob từ chối cho Martin hút thuốc trong nhà, cũng chẳng có phản ứng gì khi cậu ta muốn được Bob ôm một cái. Vậy nên, cậu bé mới bị viên đạn ngẫu nhiên của người cha găm vào ngực. Khi xem phim, bạn có nghĩ bác sĩ Murphy hoàn toàn có thể nghĩ tới một cách giải quyết khác hay không? Bạn có từng nghĩ tới nếu ông ta sớm nhận lỗi rồi tỏ ra hối cải với Martin thì bi kịch sẽ không ập đến như vậy? Dù Steven nhận thức được mình mới chính là tác nhân khiến bố của Martin qua đời trên bàn mổ, nhưng cuối cùng thì vị bác sĩ này lại không thú nhận. Tại sao lại như thế nhỉ? Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy không ít lần bác sĩ Steven nói dối một cách trắng trợn. Khi vô tình để Martin gặp đồng nghiệp của mình là bác sĩ gây mê Matthew, ông đã nói cậu là bạn học của con gái mình, rằng I ran into Martin and his parents at the mall last week. Trong khi chính Steven là người đã hại chết bố của cậu bé. Khi đưa Martin về chơi với gia đình mình, ông ta lại giới thiệu cậu là con trai của bệnh nhân cũ và bệnh nhân đó qua đời vì car crash, driving home. Ông cũng giới thiệu Matthew là một bác sĩ gây mê tài ba, nhưng rồi sau đó khẳng định cái chết của bố Martin không hề liên quan đến mình, rằng A surgeon never kills a patient. For example, Matthew has made mistakes that have led to the death of a patient, but I never have. Tuy nhiên, chẳng cần có kiến thức y khoa thì chúng ta có thể chắc đến 90% là một bác sĩ phẫu thuật rõ ràng là người chịu trách nhiệm lớn nhất nếu một ca phẫu thuật thất bại mà chẳng cần đến lời thú nhận của bác sĩ gây mê Matthew. He'd had two drinks that morning before we went in to prepare. Nói vậy để thấy Steven là một kẻ dối trá như thế nào và ông ta đã vô trách nhiệm ra sao. Điều này khiến mình nhớ đến một hình ảnh ẩn dụ rất hay ở đầu phim. Không phải ngẫu nhiên mà máy quay lại zoom vào thùng rác nơi Steven vứt đôi găng tay nhuốm máu sau khi phẫu thuật. Đôi găng tay ấy, theo chúng mình, là tượng trưng cho những sai lầm Steven đã từng gây ra trong quá khứ, trong những lời dối trá mà ông ta luôn miệng tuôn ra để che giấu đi lỗi lầm của mình. Hay nói cách khác, đôi găng tay nhớp nháp, bẩn thỉu, dính đầy máu đó chính là con người thật của Steven Murphy, và cái cách mà ông ta vứt nó vào thùng rác ám chỉ Steven khước từ chính bản ngã thật của mình, cách ông ta thoái thác trách nhiệm. Xuyên suốt bộ phim, hình ảnh đôi bàn tay của Steven cũng xuất hiện rất nhiều và cũng thu hút được sự chú ý lớn đến từ những nhân vật khác, bởi ông ta có một đôi bàn tay đẹp, sạch sẽ và chăm chút nó vô cùng cẩn thận. Đôi tay của Steven, theo mình nghĩ, thì nó cũng biểu thị cho quyền lực của nhân vật. Nó chữa bệnh, cứu người, nhưng đồng thời cũng có thể tước đoạt đi mạng sống của người khác. Hơn nữa, đôi tay của Steven cũng chính là thứ tạo ra tiền tài, của cải cho gia đình, là thứ khiến ông được người khác nể trọng, nhưng cũng là thứ đẩy ông ta vào tuyệt vọng khi hại chết bố của Martin. Không chỉ có hình ảnh đôi găng tay mà thực ra cả bộ phim là một hình ảnh ẩn dụ lớn. Xem phim Giết con nai thần, nhìn vào sự hào nhoáng của gia đình Murphy với căn biệt thự lớn, xe sang, những chiếc đồng hồ đắt tiền làm quà hay nghề nghiệp đáng mơ ước của Steven, thật khó để không liên tưởng tới giấc mơ Mỹ. Tất cả những thứ đó phơi bày trước mắt của Martin và cũng như khán giả xem phim một cách thật hoàn hảo. Người ta làm gì để đạt được giấc mơ đó thì không phải ai cũng biết được. Có khi, họ làm những điều xấu xa nhưng vẫn nhắm mắt cho qua để sống tiếp. Cũng có khi, họ chứng kiến tội lỗi của những người khác rồi lạnh lùng tự nhủ nó chẳng hề liên quan gì đến mình. Trong phim, Stephen đã vô tình làm chết người nhưng vẫn vô tư sống tiếp và phủ nhận mọi tội lỗi. Ông không một lần xin lỗi Martin và cũng không hề tỏ vẻ hối lỗi trước mặt cậu bé bao giờ. Ông ta cũng liên tục nói dối về mọi thứ xung quanh Martin. Ngoài ra, bác sĩ gây mê Matthew là người duy nhất biết Steven uống rượu trước khi phẫu thuật nhưng cũng không hề trình báo với bệnh viện hay những người có thẩm quyền khác. Vợ con của Steven cũng biết được tội lỗi của ông ta nhưng lại không hề oán trách, yêu cầu ông ta giải thích mà chỉ chăm chăm tìm cách giải thoát cho bản thân. Để rồi, cuối cùng, như cái cách mà Martin nói, nợ máu phải trả bằng máu. Cậu cho rằng công lý thật sự không có thật và việc Steven phải giết một người trong nhà sẽ khiến cậu ta hài lòng nhất và điều này là sát nhất với công lý. Như chúng ta đều đã biết, người phải hy sinh là Bob, đứa con trẻ nhất của nhà Murphy. Và phân cảnh cuối cùng này diễn ra trong nhà ăn, nơi Stephen Murphy và Martin ngồi ở đầu phim. Lúc này, Kim đang ăn món khoai tây chiên mà Martin thích, rồi sau đó, cô bé nhìn thẳng vào mắt của Martin khi ra về. Mình nghĩ phân cảnh này sẽ gây ra nhiều tranh cãi bởi vì nó sẽ khiến khán giả cảm thấy bối rối. Có người sẽ nghĩ rằng Kim đang ra một ám hiệu gì đó cho Martin bằng cách sử dụng món ăn ưa thích của cậu. Phải chăng Kim vẫn còn tình cảm với Martin?
Có thể Kim muốn thông báo cho Martin biết kế hoạch trả thù đã hoàn thành và cô bé muốn hai người cùng nhau lên đường chạy trốn. Cũng có thể, việc đổ tương ớt lên khoai tây chiên tượng trưng cho máu chảy và nó như một lời tuyên chiến của Kim dành cho Martin rằng cậu ta đã khiến con nai thần của nhà Murphy chết và giờ đến lượt cô bé trả thù. Các bạn thích giả thuyết Kim về phe Martin hơn hay là giả thuyết Kim sẽ tiếp tục quay lại để trả thù Martin hơn? Và chúng mình có bỏ lỡ điều gì trong giết con nai thần hay không? Hãy chia sẻ phía bên dưới để mọi người cùng bình luận nhé. Ok, như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe cùng nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.